thiếu gia của một gia đình tài phiệt lại phải lòng một con dĩ nghèo khổ sẽ như thế nào? Cùng mình theo dõi nhé. Tiếng nhạc vang lên, hòa lại là một với nhịp điệu cơ thể đang nhảy của Tạ Trúc Tinh. Chiếc áo theo động tác chuyển động mà hất lên, để lộ vòng eo thon gọn, săn chắc. Mồ hôi nhễ nhại khiến chiếc áo thun trắng mỏng dính sát lên người. Tạ Trúc Tinh kết thúc điệu nhảy bằng một vũ đạo khó rồi tiến đến tắt nhạc. Anh cầm chiếc điện thoại lên mới phát hiện có vài cuộc gọi nhỡ, và một tin nhắn do cô bạn gái Diêm Gia Gia gửi. Tạ Trúc Tinh vừa lau mồ hôi vừa mở tin nhắn ra xem, nội dung tin nhắn bảo anh về sớm chút, có chuyện muốn nói. Anh nhanh chóng đi tắm rửa, thay đồ, lúc rời khỏi phòng tập nhảy thì gặp đồng nghiệp đi đến. Hai người đồng nghiệp thấy anh ở đây thì thắc mắc, sao cậu còn ở đây? Tổng giám đốc tìm cậu đó, giờ cậu đến phòng làm việc của ông ấy đi. Tạ Trúc Linh ngơ ngác quay sang hỏi, anh ấy có nói với các cậu có chuyện gì không? Người kia bảo không biết, nhưng cậu ta tiết lộ một tin tức chấn động, anh không phải là người duy nhất. Hôm nay đã có mấy người bị gọi đi rồi. Tạ Trúc Linh nghe vậy liền lo lắng thấp thỏm không yêu, anh cảm ơn hai người đồng nghiệp sau đó quay người lên tầng. Anh vừa rời đi hai người kia đã vội nói xấu sau lưng, hứ, ngày nào cũng giả vờ bán mạng như thế có ích mẹ gì chứ, không phải tiền cũng kiếm được như nhau sao? Người bên cạnh sợ hãi nhắc nhở, cậu nói thế mà nghe được à? Tạ Trúc Linh vẫn còn ở đằng sau đấy, cậu ta xua xua tay, nói thật thì có lỗi à? Yên tâm đi, nếu cậu ta nghe thấy cũng chẳng thể làm gì chúng ta đâu. Đúng thật là như vậy, dù anh nghe thấy hết những lời kia nhưng vẫn không thèm để ý, đi thẳng đến phòng tổng giám đốc. Đến trước cửa phòng, Tạ Trúc Tinh lịch sự gõ cửa, tổng giám đốc, tôi là Tạ Trúc Tinh, bên trong vọng ra tiếng mời vào. Tạ Trúc Tinh đẩy cửa bước vào, trong phòng trừ tổng giám đốc ra thì còn hai người lạ, một người đeo kính văn văn nhã nhã, đã ngoài 30, ngồi đối diện tổng giám đốc, một người khác thì ngồi giữa hai người họ, đeo kính râm, vắt chéo chân, một chân còn đạp lên mép bàn trà thủy tinh. Mặc một chiếc áo thun đen cộc tay lộ ra hai cánh tay kín mít hình xăm, không khác gì đám côn đồ ngoài đường. Tạ Trúc Tinh nhìn cảnh tượng trước mắt tưởng mình vừa làm lỡ dở chuyện làm ăn, nên nhỏ giọng hỏi, Dương ca đang có khách hả? Hay là lát em tới sau? Tổng giám đốc cười nói, đừng đi, vào đây, đóng cửa lại. Vương Siêu đánh giá anh từ trên xuống dưới, hận không thể nhìn xuyên thấu anh. Tạ Trúc Tinh cũng để ý thấy ánh mắt khác lạ của Vương Siêu, nhưng không tiện nói ra nên đành thôi. Tổng giám đốc đứng dậy, giới thiệu Tạ Trúc Tinh với người trong phòng, giọng điệu hết phần khen ngợi, đây là tiểu Tạ, chuyên gia vũ đạo đấy. Đầu năm nay mới ký hợp đồng với phòng làm việc của chúng tôi, hồi tháng 3 còn từng nhảy chung với Lưu Thiên Vương, tôi quên mất cậu 20 mấy rồi ấy nhỉ tiểu Tạ. Tạ Trúc Tinh thấy giám đốc nhắc đến mình liền thuận miệng trả lời, 22. Tổng giám đốc gật đầu, tiếp tục díu dít giới thiệu, con người tiểu Tạ rất tốt, cũng không dính vào chuyện yêu đương. Chỗ tôi có hết những video cậu ấy nhảy solo cũng như nhảy cùng bạn nhảy. Nếu cần tôi có thể lấy ra cho mọi người xem. Đoàn Nhất Khôn tỉ mỉ đánh giá, sau đó quay sang hỏi Vương Siêu, cậu thấy thế nào? Vương Siêu cũng đánh giá khá cao người này, trông cũng ngon đấy, quay người lại để tôi đánh giá cơ thể nào. Tạ Trúc Tinh trong lòng rất bất mãn, anh y như món hàng treo ngoài chợ cho người ta đi qua đi lại lựa vậy, anh đứng yên không nhúc nhích. Tên giám đốc đứng bên vội lên tiếng hối thúc, tiểu ta, mau quay người đi. Tạ Trúc Tinh miễn cưỡi quay một vòng lấy lệ. Cậu thấy cũng ưng ưng rồi đấy. Không hề tem tém lại mà trực tiếp hỏi, cậu cao mét bao nhiêu? 1m83. Đến khúc này là ưng quá trời ưng rồi, chân dài, eo thon, ngực nở, mông cong, cậu chốt lại một câu, trông cũng ra gì này nọ đấy. Tạ Trúc Tinh trong lòng không khỏi cảm thán, đậu móe, anh là phú bà của cửa tiệm Money Boy đấy à? Quả thật, hỏi mấy câu không khác gì tuyển nhân viên bán sắt. Thấy cậu đã nhắm trúng Tạ Trúc Tinh, Đoàn Nhất Khôn dò hỏi, vậy có cần xem tư liệu không? Vương Siêu xua xua tay, không cần. Để lại đi, mấy thứ hôm nay xem cũng chỉ có người này là tạm tạm. Những người khác không biết là ma quỷ phương nào đến phá đám, xem chỉ tổ đau mắt. Giám đốc kia vui vẻ ra mặt, được rồi, tiểu Tạ, cậu bận thì về trước đi. Đúng thật là, thấy người ta hết giá trị lợi dụng liền quay đít không nhận người quen. Trên tàu điện ngầm, Tạ Trúc Tinh suy nghĩ xem ban nãy ba người họ tìm anh để làm gì. Nếu là mấy cái quảng cáo hay đóng phim gì đó thì lại quá sơ sài. Nếu là chọn bạn nhảy cho ca sĩ nào đó thì cũng không cần phiền phức như vậy, khả năng cao nhất là chương trình tìm kiếm tài năng của đài truyền hình nào đó. Tạ Trúc Tinh nhớ lại, sau khi tốt nghiệp anh đã lăn lộn ở Bắc Kinh gần 2 năm, từ chạy xô lặt vặt đến làm vũ công phụ họa, rốt cuộc tới đầu năm nay mới ký được hợp đồng quản lý chính thức, mặc dù chỉ là một văn phòng vũ đạo nhưng cũng trực thuộc công ty danh tiếng, lúc đầu còn nghĩ sẽ có cơ hội ra mắt, kết quả bị ghẻ lạnh cả nửa năm mà công việc vẫn chỉ là chạy xô với nhảy phụ họa. Trước đây có một biên kịch đài truyền hình mời anh tham gia chương trình tài năng, lúc ấy vẫn còn là nghé con mới sinh, tâm cao khí ngạo, căn bản coi thường chương trình kiểu này. Hiện giờ nếu thật sự là chương trình tài năng đến tìm người, ngay cả sức cự tuyệt anh cũng chẳng có.
Tạ Trúc Tinh nhìn vào cửa kính xe vừa thầm nghĩ, kẻ nghèo thì chí không xa, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, thêm mấy năm nữa là anh thậm chí còn chẳng có cơ hội tham gia chương trình đấy nữa. Tạ Trúc Tinh về đến căn chung cư thì trời đã tối, anh nhìn căn phòng trống không liền gọi tên bạn gái, Dai Dai. Diêm Dai Dai. Diêm Dai Dai từ trong phòng ngủ bước ra, gương mặt hiện rõ sự khó chịu đáp lại anh, em ở đây, anh còn tiền không? Tạ Trúc Tinh nhăn mặt, không phải tuần trước mới đưa em 1 vạn à? Diêm Gia Gia vẻ mặt ngây ngô vô số tội nói, em đi Hàng Châu một chuyến đã hết từ lâu rồi. 5.000 tệ, rốt cuộc anh có không? Trong lòng anh đầy sự nghi hoặc, không phải nói đi Hàng Châu để biểu diễn sao? Sao chỉ có chi mà không có thu chứ? Với cả tiền có phải lá cây rụng ngoài được đâu mà nói muốn là đi nhặt về được. Nhưng vì cô bạn gái bé nhỏ anh vẫn không nói ra những lời trong lòng, chỉ nhẹ giọng, hôm qua anh mới gửi tiền về cho mẹ rồi, ba anh phải làm phẫu thuật. Cuối tuần này có chương trình, được chốt tiền rồi lại đưa cho em có được không? Cô ta nghe vậy thì cầm áo khoác lên, dứt khoát rời đi, đã nghèo lại còn sĩ, cô quyết định đi tìm mối khác ngon hơn. Tạ Trúc Tinh lúc đầu còn định níu kéo nhưng cô ta không cho anh cơ hội, mấy hôm liên tục cô không về nhà, nhắn tin gọi điện không trả lời. Đây cũng không phải lần đầu tiên Diêm Dai Dai làm vậy, lần trước thì nói điện thoại hỏng, trước nữa thì bảo tín hiệu không tốt. Tóm lại, người thay đổi chính là thay đổi, không có cách nào. Cuối tuần, Tạ Trúc Tinh đi diễn ở một quán bar sập sình. Sau khi diễn xong, anh đứng ở trong cánh gà tẩy trang, mọi người đề nghị đi ăn khuya. Đám người đều đồng ý có mỗi Tạ Trúc Tinh là từ chối. Anh viện lý do có chuyện gấp phải rời đi trước, họ cũng không muốn làm khó anh nên nhắm mắt nhắm mũi cho qua. Tạ Trúc Tinh đi được vài bước, thì bắt gặp một nhân viên phục vụ đang bưng đồ đi tới. Anh lên tiếng, xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu? Nhân viên phục vụ mỉm cười chuyên nghiệp, tay chỉ về một hướng. Anh đi theo hướng này sau đó rẽ trái rồi đi. Tạ Trúc Tinh nhanh chóng cảm ơn rồi rời đi, chứ mót quá rồi ở đó thì ra quần mất. Anh đang phê pha giải quyết nỗi buồn thì một người hùng hổ bước vào, chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng chửi mắng oang oang, cái tên đần này, chưa học qua môn sinh học à? Vương Siêu đạp tung cửa bước vào, để ông mày dạy cho cậu, thấy máu chưa chắc là gái trinh mà không thấy máu cũng chưa chắc không phải gái trinh, hiểu không hả? Người đầu dây bên kia nghe thằng bạn dám mỉa mai mình, không nhịn được nổ vài câu, cậu hỏi tôi hiểu không ác? Nói cái gì vậy trời, tất nhiên rồi. Nếu không sao lại được mệnh danh là Triều Dương cười ngàn người chứ? Vương Siêu tỏ vẻ coi thường, chim cút, bớt ghen tị với ông đây, tắt đi, đi vệ sinh cái đã, cậu nói xong thì tắt điện thoại, cất nhanh vào túi quần. Tạ Trúc Tinh vừa nhìn là nhận ra ngay, người này chính là tên phú ông hôm trước ở trong phòng giám đốc tới tuyển người kia. Sau khi giải quyết nỗi buồn xong, Vương Siêu lại nhận được một cuộc điện thoại, nhưng lần này giọng điệu lại khác hẳn lần trước, cáp chi đấy à? Có làm gì đâu chỉ ở bên ngoài chơi một chút ấy mà. Nói linh tinh, một ngụm rượu còn chưa uống. Người về nhà rồi hả? Vâng ạ, về ngay đây, nửa tiếng sau đúng giờ có mặt. Vừa nói cậu vừa mở van nước ra, dùng sức xóa các hình xăm lớn nhỏ trên người. Chà được một lúc lâu mà hình xăm trên tay vẫn chẳng mờ đi bao nhiêu, cậu đen mặt chửi thề, đậu mé. Cái thứ này sao khó lau thế? Lần này không lau sạch về nhà bị ăn đòn là cái chắc, chết mẹ rồi. Vương Siêu phát hiện Tạ Trúc Tinh nhìn lén mình, cậu tức giận chất vấn, nhìn cái quần què gì? Vệ sinh xong rồi còn không mau phắn đi, muốn đứng đây xem người khác đi vệ sinh à? Tạ Trúc Tinh không để ý đến mấy lời cậu nói, anh bỏ ba lô xuống, lục lọi một hồi cuối cùng cũng tìm thấy lọ nước tẩy trang. Anh quay sang nhìn Vương Siêu hỏi, nước tẩy trang, cần không? Cậu nhìn thấy lọ tẩy trang thì mắt sáng lên, tất nhiên là cần rồi. Tạ Trúc Tinh nghĩ giúp người thì phải giúp cho chót, nên anh lấy khăn giấy giúp Vương Siêu lau sạch những nơi không với tới, lộ ra hai cánh tay trắng nõn da mỏng thịt mềm, vừa nhìn đã biết là được nuông chiều từ bé. Giúp người ta xong, anh nhìn lọ tẩy trang mà tiếc hùi hụi, vốn còn một nửa lận nhưng giờ đã nhìn thấy đáy, áng chừng có thể dùng được 2-3 lần nữa là kịch kim. Tạ Trúc Tinh còn chưa kịp cất vào, thì Vương Siêu đã giành lấy cái lọ rồi ném mẹ vào thùng rác luôn. Cậu quay sang nói với Tạ Trúc Tinh, cái thứ này bao nhiêu tiền? Tôi trả cho cậu, 3 đồng bạc, thiếu gia không thiếu. Anh lạnh lùng quay qua thu dọn lại đống đồ của mình chuẩn bị rời đi, không cần trả đâu. Cũng chẳng đáng bao nhiêu. Cảm giác quen mắt. Vương Siêu lại gần quan sát, ấy, có phải tôi gặp cậu ở đâu rồi không? Trông cậu rất quen, Tạ Trúc Tinh liền quay mặt ra chỗ khác, giả vờ không quen biết, chắc là chưa đâu, nhan sắc tôi đại trà lắm, anh nhận nhầm người rồi. Vương Siêu nghi hoặc, không phải chứ, cậu đẹp trai lắm mà, Tạ Trúc Tinh vẫn nhất quyết giả ngu đến cùng, không quay lại nhìn mà khẳng định chắc nịch, không đẹp bằng anh. Đúng thật, cậu trông nhoi nhoi ăn chơi thế thôi, chứ nhìn cũng ngon trai lắm chứ bộ. Vương Siêu được khen thì phồng mũi. Vênh váo tự đắc, tất nhiên, tôi đường đường là Triều Dương Kim Thành Vũ đấy. Tạ Trúc Tinh không muốn ở đây nghe cậu nổ nữa, khoác ba lô quay mặt rời đi, vậy tôi đi trước đây, cậu dường như không nghe thấy lời anh nói,
Tiếp tục liêng thiêng tiếp, Ha Chi nhà tôi đột nhiên lại về Bắc Kinh. Bà ấy không thích trên người tôi dán mất thứ linh ta linh tinh này, tôi sợ bà ấy thấy rồi lại không vui nên phải xóa đi. Tạ Trúc Tinh trong lòng rất muốn rời đi nhưng vẫn phải nán lại tiếp lời anh, họ Cáp sao? Ít gặp lắm đó, là dân tộc thiểu số hả? Vương Siêu vừa rửa tay vừa bảo, Cáp Nhĩ Tân Trương Bá Chi, mẹ tôi. Anh trầm mặc, ai mượn trả lời vậy? Người ta hỏi theo phép lịch sự thôi mà, chán chẳng muốn nói, tha cho tôi để tôi còn đi về chứ. Cậu vẫn chưa nhận ra vẻ mặt khó coi chịu của anh, mà vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, không biết tên khốn nào lại nói lung tung với mẹ tôi, nói tôi ở bên ngoài làm chuyện linh tinh, tôi phải về nhà giải thích rõ ràng nếu không lại bị anh tôi chém chết mất. Tạ Trúc Tinh thuận thế chuẩn lẹ, bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, vậy tôi đi trước đây nhé, thế nhưng Vương Siêu đâu dễ dàng bỏ qua, cậu khoác vai anh, mặt hớn hớn như thẳng phởi nói, đi đi, đi chung đi, tôi nói cho cậu biết nhá, anh tôi trước đây từng luyện san đa đó, rất trâu bò. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, hai người đã bị chặn lại bởi đám bạn của Vương Siêu, họ nắm lấy tay cậu chuẩn bị kéo đi tăng ba. Vương Siêu, sao đi vệ sinh gì mà lâu thế, có phải tuyến tiền liệt có vấn đề không hả? Cậu tức tối đáp lại, mẹ thằng khốn, mày đố kỵ đấy à, đố kỵ chỉ làm mày xấu xí thôi. Cùng lúc đó, Tạ Trúc Tinh quyết định bỏ mặc Vương Siêu bị đám người kia kéo đi, anh nhanh chóng ra khỏi quán ba, miệng thầm lẩm nhẩm tên của cậu, Vương Siêu, cái tên này giản dị quá rồi. Mãi lúc sau Vương Siêu mới thoát ra được. Cậu chạy vội đuổi theo Tạ Trúc Tinh, hai người cùng xuống bãi đỗ xe, Vương Siêu vừa than thở vừa bấm chìa khóa mở cửa xe, mấy hôm nay nóng thấy bà nội luôn. Cậu không đi xe à, gọi người tới đón sao? Tạ Trúc Tinh nhìn sang, là một chiếc Ferrari màu vàng, lộng lẫy mà phù phiếm, hoàn toàn ăn khớp với khí chất của cậu, không, tôi đi tàu điện ngầm. Vương Siêu vô cùng kinh ngạc, đỉnh vậy, tôi chưa thấy thằng đàn ông nào ngồi tàu điện đi dự tiệc bao giờ, Tạ Trúc Tinh giải thích. Tôi không đi chơi, tôi tới biểu diễn lúc bắt đầu buổi tiệc ý, tôi là dancer. Vương Siêu lại lần nữa ngơ ngác, cậu quan sát Tạ Trúc Tinh một lượt từ đầu đến chân, trong lòng Tạ Trúc Tinh thầm nghĩ, nên nhận ra bố mày đi chứ. Nào ngờ cậu xem xét một lượt mà chẳng nhận ra, đã thế lại không ngừng mở miệng phán xét tỷ lệ cơ thể của anh, chân cũng dài đấy, tỷ lệ cũng ổn, mông cũng khá đẹp. Tạ Trúc Tinh tức giận người nổi gân xanh, nắm chặt nắm đấm trong tay, tôi thay cái mông của mình cảm ơn cậu nhé. Vương Siêu không để ý đến biểu cảm khác lạ của Tạ Trúc Tinh, càng nói càng vui vẻ tay đánh nhẹ vào người anh, vậy thì chắc chắn cậu nhảy ổn rồi, cậu biết hát không? Tạ Trúc Tinh chán nản trả lời, để làm gì? Lòng thầm oán trách, má này nói lắm thế. Cậu hớn ha hớn hở đưa một tấm danh thiếp cho anh, giới thiệu cho cậu một công việc, chỉ cần cậu không phải tông điếc là được. Tạ Trúc Tinh nhận lấy tấm danh thiếp, cũng coi như biết chút chút. Tôi từng học thanh nhạc. Vương Siêu nghe vậy thì quyết tâm chiêu mộ anh về đội của mình. Nhiệt tình chỉ cho anh cách đi đường tắt, ngày mai cậu gọi điện thoại tới cho người tên Đoàn Nhất Khôn trên chiếc danh thiếp này, cứ bảo là Vương Siêu bảo cậu gọi. Bây giờ cậu ta còn thiếu một người biết nhảy, biết hát, lại còn đẹp trai nữa. À tôi là Vương Siêu. Tạ Trúc Tinh liếc nhìn danh thiếp, vô cùng ngắn gọn, dòng chữ màu vàng kim, bên trên chỉ có số điện thoại và họ tên Đoàn Nhất Khôn. Anh hơi trầm tư rồi mới lên tiếng, cảm ơn, tôi là Tạ Trúc Tinh. Vương Siêu còn có chuyện khác nên vội vàng gật đầu lấy lệ, nhanh chóng vẫy tay rời đi trước. Được rồi, tôi đi trước đây, cậu gọi điện thoại thì nhớ nói tên tôi đấy. Sau khi tạm biệt nhau, Tạ Trúc Tinh nhìn tấm danh thiếp tự lẩm bẩm, mặc dù chỉ là cuộc gặp tình cờ, nhưng cậu ta là một người tốt chẳng qua. Nghĩ đến đây anh cất tấm danh thiếp vào trong túi, trong lòng đưa ra quyết định riêng. Anh vừa đi vừa nghĩ, tuy rằng tạm thời anh chưa có cơ hội ra mắt, nhưng trong ngành này cũng không phải hoàn toàn không có danh tiếng. Bên tổ chức chương trình đến mời anh là một chuyện, bảo anh chủ động liên lạc với biên đạo đề nghị tham gia lại là chuyện khác. Tạ Trúc Tinh không muốn làm những việc thấp kém thế này. Hôm sau, Tổng Giám đốc lại gọi Tạ Trúc Tinh đến văn phòng uống trà. Anh thấm thỏm đẩy cửa bước vào. Không biết lần này lại muốn bán mình đi đâu, Giám đốc Dương, anh tìm tôi à? Tên Giám đốc vội vàng đi đến vỗ vai anh mỉm cười lấy lòng. Tiểu Hạ, tiền đồ tương lai tươi đẹp rồi thì đừng quên bá lạc tôi nhé. Tạ Trúc Tinh không biết anh ta nói vậy là có ý gì, cẩn trọng đáp. Anh Dương, anh đừng lấy tôi ra làm trò cười thế chứ. Anh ta nghiêm túc lại. Nói với Tạ Trúc Tinh một tình động trời anh ta mới nhận được, đùa đâu mà đùa. Cậu có nhớ tuần trước cậu tới văn phòng tôi gặp hai người nọ không? Cậu trẻ trẻ thì tôi không nhớ rõ là ai, nhưng người đeo kính chính là Đoàn Nhất Khôn, quản lý của Next. Tạ Trúc Tinh mở to đôi mắt kinh ngạc, nhắc lại nội dung quan trọng, Next. Tổng Giám đốc liền đem dáng vẻ tự hào kể về những thành tựu mà Next đạt được, đúng vậy. Next chính là nhóm nhạc, do chính tay Tổng Công ty Giải trí Huân Tinh của chi nhánh công ty Ta Lăng Xê. Mặc dù bây giờ độ hát của Next đã giảm, nhưng những năm đó họ cũng duy trì được độ nổi tiếng trong suốt hơn 2 năm, tới tận bây giờ tác phẩm tiêu biểu vẫn còn tồn tại trên thị trường. Nói đến đây anh ta quay sang bật mí cho anh một bí mật,
muộn nhất là năm sau Next sẽ chính thức tuyên bố giải tán. Kế hoạch của Đoàn Nhất Khôn là sẽ ra mắt một nhóm mới trước khi chuyện đó xảy ra. Lần trước họ tới là vì muốn tuyển chọn thành viên. Tiểu Tạ, chúc mừng cậu đã thông qua bài tuyển chọn đầu tiên rồi. Trở về chuẩn bị một chút đi, ngày kia còn một buổi kiểm tra nữa. Nếu đạt thì cậu sẽ debut với tư cách là thành viên một nhóm nhạc thần tượng. Tạ Trúc Tinh cảm thấy tim mình như muốn rơi ra ngoài ngoại nó rồi. Anh cố gắng kìm nén cảm xúc, được, em sẽ chuẩn bị một cách nghiêm túc. Cùng lúc này, cả Tạ Trúc Tinh và Vương Siêu đều đặt ra một câu hỏi. Bài kiểm tra tiếp theo sẽ kiểm tra cái gì? Đúng là đồng vợ đồng chồng mà. Phía bên này Vương Siêu đang tựa người lên ghế sofa, nhàn nhã nói chuyện điện thoại, mấy người sẽ không kêu tôi nhảy múa đâu nhỉ? Tôi ngay cả tập thể dục theo đài còn không biết nữa là. Đoàn Nhất Khôn đầu dây bên kia phì cười, sao có thể thật sự làm khó cậu chứ? Cậu chỉ cần đi ngang qua sân khấu, ngồi đàn piano, đứng hát hai câu, trong nhóm sẽ có phân công, không cần phải biết nhảy hết. Vương Siêu tò mò hỏi nhỏ, được rồi, tiến hành kiểm tra tổng cộng bao nhiêu người? Đầu dây bên kia đáp, 10 người, điều kiện đều không tồi, đến lúc đó cậu cũng giúp để mắt chút. Vương Siêu nghe vậy thì càng được nước làm tới, vậy tôi phải để mắt cho thật kỹ mới được. Sau này đều là đồng đội của tôi cả, không khiến tôi vui thì không được tốt cho lắm. Đột nhiên, Vương Siêu chợt nhớ ra chuyện hôm qua, cậu hỏi dò, à đúng rồi, mấy ngày nay có người nào gọi điện thoại cho anh, nói tôi kêu cậu ấy tìm anh không? Đoàn Nhất Khôn nhớ lại bản thân không hề nhận được cuộc gọi như vậy, anh ta thật thà trả lời, không nhận được cuộc gọi nào như vậy cả, cậu kêu ai tìm tới tôi vậy? Vương Siêu có chút nghi hoặc, sao cậu đẹp trai nước tẩy trang đó không gọi điện thoại vậy ta? Nhưng vẫn không biểu hiện ra bên người, không ai cả, chắc là cậu ta vứt danh thiếp của anh rồi, nói sao đi? Đoàn Nhất Khôn cũng không muốn hỏi nhiều nên chuyển sang chủ đề khác, được rồi, anh cậu gần đây rất bận sao? Đã lâu tôi chưa gặp anh ấy, để hôm nào tôi mời hai anh em các cậu ăn cơm. Vương Siêu nghe nhắc đến anh mình thì híp mắt, nhìn sang bên cạnh, Vương Tề đang đứng trước hồ cá ở phòng khách, chuẩn bị cho cá ăn, anh tôi đang ở đây nè, để tôi hỏi một chút. Nói rồi cậu đi đến bên cạnh Vương Tề hí ha hí hửng nói, anh cả, quản lý của em hỏi anh khi nào rảnh, anh ấy muốn mời anh đi ăn cơm đó. Vương Tề vẫy vẫy tay ý bảo đưa điện thoại qua đây, Vương Siêu ngoan ngoãn đặt điện thoại vào tay anh. Vương Tề cầm điện thoại lên tay nghe, tiểu đoàn, tôi gần đây rất bận, đợi tôi rảnh rồi thì đi, vốn nên để tôi mời cậu ăn mới đúng. Em trai này của tôi vẫn còn nghịch ngợm, vẫn là làm phiền cậu dạy dỗ nó cho tốt, Đoàn Nhất Khôn khéo léo trả lời, cục trưởng Vương khách sáo quá rồi, vậy tôi đợi anh rảnh rỗi hẵng nói tiếp nhé. Vương Siêu đứng đằng sau làm mặt xấu, nhỏ giọng nhại lại lời anh trai nói, làm phiền anh dạy dỗ nó cho tốt nhé. Vương Tề nói vài câu là cúp. Anh trả lại điện thoại cho cậu, sau đó quay về hầu hạ đàn cá. Cậu đi đến ghé sát người Vương Tề hỏi nhỏ, trưa nay mẹ chúng ta có về không? Em muốn ăn cá. Bàn tay đang cho cá ăn của Vương Tề hơi khựng lại, anh tức tối mắng chửi, ăn xít đi, Vương Siêu trưng ra bộ mặt ấm ức nói, em có làm gì sai đâu mà anh lại mắng em. Vương Tề tức giận quay phát lại chất vấn, em còn nói em không làm gì sai sao? Đã tốt nghiệp được một năm rồi, mà cả ngày chỉ biết chơi, một chút cực khổ cũng không chịu nổi. Muốn làm ca sĩ thì đi tham gia SUPEP Boy đi, thế mà lại kêu anh hạ mình đi giúp em ký công ty quản lý, nuôi em lớn tồng ngồng thế này có tác dụng gì, chỉ biết ăn rồi báo. Vương Siêu cũng không chịu yếu thế, không phục cãi lại, hứ. Anh nuôi em lớn sao? Rõ ràng là bố mẹ chúng ta nuôi em lớn cơ mà. Nếu anh muốn nuôi em thế, thì sao anh không mau chóng sinh một đứa đi? Cả ngày cứ để mẹ chúng ta lải nhải với em miết, nghe mà nhức hết cả đầu. Vương Tề mặt đen như đít nồi mà không biết phải phản bác như nào, nói đúng quá không cãi lại được chứ sao? Cậu càng nói càng hưng phấn, anh đã kết hôn 8 năm rồi, ngay cả con cũng không sinh được. Vương Tề lửa giận phừng phừng. Anh đặt đồ trong tay xuống, động đến điểm yếu của anh, lần này cậu chết chắc. Vương Siêu biết mình lỡ lời vội vã né ra xa mấy bước. Anh từ từ đi tới, ép sát cậu vào bức tường lạnh lẽo. Vương Siêu cả người run rẩy, miệng lắp bắp cầu xin. Anh cả bình tĩnh, anh cả đừng đánh vào mặt em. Em còn muốn debut lắm. Thế nhưng kết quả nhận được là một trận đánh no đòn. Hai hôm sau, thông báo nói phỏng vấn lúc 9 rưỡi mà ai cũng đến trước 9 giờ để chuẩn bị. Có mỗi Vương Siêu là 9 giờ 35 mới đến. Đã thế lại ăn mặt màu mè hoa lá hẹ nhất. Những người tham gia phỏng vấn nhìn cậu bước vào thì vô cùng cay mắt. Đối với họ mà nói, trước khi chưa xác định người được chọn, nơi đây không có bạn bè mà chỉ toàn đối thủ. Vương Siêu bước đi huy anh hoang, thấy không có chỗ trống liền tiến đến bảo người đang ngồi ghế đầu tiên nhường chỗ, cậu ngồi qua đó đi, nhường chỗ này cho tôi. Người kia chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn cậu, nhưng giọng nói lại kèm theo tiếng mỉa mai, nhường chỗ sao? Xin hỏi anh đang mang thai hả? Những người khác nghe vậy thì cười lớn, Vương Siêu tức giận nghiến răng nghiến lợi. Vương Siêu đang yên đang lành lại bị người cà khịa, đương nhiên rất tức giận, cậu đưa tay đẩy giọng kính lên, cậu có phải ngứa đòn không?
Đúng lúc chuẩn bị ra tay thì Tạ Trúc Tinh đứng dậy vẫy vẫy tay, qua bên này ngồi đi. Vương Siêu nhìn kỹ lại, đó chẳng phải anh đẹp trai nước tẩy trang sao? Vương Siêu lập tức cảm thấy nỗi nghẹn bị quét sạch, trong lòng như được tắm gió xuân, vừa ngồi xuống đã tò mò lên tiếng, sao cậu cũng ở đây vậy? Tạ Trúc Tinh đưa ngón trỏ lên miệng, nhẹ giọng nhắc nhở, nói nhỏ thôi. Cậu nghe vậy liền đè thấp giọng, ghé sát vào anh thỏ thẻ, tôi đã hỏi Đoàn Nhất Khôn rồi, anh ta nói cậu không gọi điện cho anh ta, thế cậu tới đây kiểu gì vậy? Tạ Trúc Tinh ngẩn ra, hóa ra người tới phỏng vấn và người mà cậu nhắc đến chính là một người, xém tí là mất cơ hội debut rồi. Anh cười ái ngại, tôi lỡ làm rơi mất tấm danh thiếp rồi, trước đây anh ta từng tới phòng nhảy của bọn tôi để chọn người. Vương Siêu dựa gần người anh quan sát, cố gắng ghép lại những mảnh vụn trong ký ức, cuối cùng cũng chịu nhớ ra người ta. Lần nào gặp cũng khen lấy khen để nhưng chẳng bao giờ nhớ, đúng là não cá vàng mà, cậu hớn hở chỉ vào mình, là cậu à? Tôi biết ngay mà, hôm đó nhìn thấy cậu ở nhà vệ sinh là đã thấy quen quen rồi, còn đang nghĩ xem có phải trước đây đã từng gặp rồi không nữa. Cậu không nhận ra tôi sao? Tôi đi cùng anh ta ấy. Tạ Trúc Tinh lỡ giả ngu nên giờ phải ngu cho chót, anh giả vờ bất ngờ. À, cái người đeo kính râm màu đen chính là cậu đúng không? Vương Siêu gật đầu lia lịa, đúng đó, chính là tôi. Cậu cố gắng suy nghĩ một lúc, cậu tên là Tạ, Tạ gì nhỉ? Anh nhớ lại hôm ở quán bar đó mình đã giới thiệu chi tiết như vậy rồi còn, chán chẳng muốn trả lời nhưng vẫn thốt ra ba chữ, Tạ Trúc Tinh. Vương Siêu ngại ngùng gãi đầu, à, tôi nhớ ra rồi. Chữ Trúc trong tên cậu là Trúc nào ấy nhỉ? Tạ Trúc Tinh khúc này cũng đến ạ não cậu luôn, Trúc trong Mai Lan Trúc Cúc, cậu tới đây làm gì thế? Vương Siêu dựa sát vào người anh nói nhỏ, tôi cũng tới đây phỏng vấn mà, tôi chỉ đi cùng Đoàn Nhất Khôn tới phòng tập của các cậu thôi. Những người khác tôi chưa từng gặp bao giờ. Tạ Trúc Tinh giả vờ ồ lên một tiếng nhưng trong lòng đã sớm đưa ra kết luận, tám phần là quan hệ cá nhân, đến đây để làm màu thôi. Vương Siêu hí ha hí hửng vỗ vỗ vai anh, bảo sao lần đầu tiên nhìn thấy cậu lại cảm thấy vừa mắt tới vậy, hai chúng ta đây gọi là nhân duyên trời định nha. Xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, một cô gái từ trong phòng bước ra, trên mặt là nụ cười thương mại, rất xin lỗi đã bắt mọi người đợi lâu. Sau đây xin mời người số 1 Vương Siêu bước vào, người số 2 Quý Kiệt chuẩn bị. Cậu nghe đến tên mình liền đứng dậy, trước khi đi còn nán lại vỗ vỗ vai anh, tôi vào trước nhé, cậu cố lên. Mười mấy phút sau nữ trợ lý lại bước ra thông báo, mời người số 2 Quý Kiệt vào, người số 3 Đinh Tử Quân chuẩn bị. Quý Kiệt thắc mắc, nhưng mà người số 1 vẫn chưa ra mà, nữ trợ lý không đáp lại, một lần nữa mời số 2 vào. Quý Kiệt vừa bước vào căn phòng, cậu ta đột nhiên phát hiện ứng viên số 1 Vương Siêu cũng đang ngồi trong phòng, hơn nữa còn ngồi ghế giám khảo. Sốc con mẹ nó luôn. Vương Siêu xem qua bản lý lịch, số 2 Quý Kiệt, sở trường là biểu diễn, cậu cảm thấy ông trời cũng đang giúp mình báo thù. Vương Siêu vênh váo, diễn xuất à, vậy cậu diễn vai thai phụ trước xem nào. Quý Kiệt trong lòng đầy bất mãn nhưng vẫn phải làm theo, ai bắt cậu đụng chúng người không nên đụng, có trách thì trách bản thân xui nha. Người cuối cùng là Tạ Trúc Tinh, chờ đến lượt anh thì đã hơn 1 giờ trưa. Lúc anh bước vào phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là Vương Siêu đang gục xuống bàn không hề nhúc nhích, đã sớm đánh được một giấc. Tạ Trúc Tinh cúi người chào mất vị giám khảo khác, Đoàn Nhất Khôn lật tài liệu, nói thẳng, tiểu Tạ, cậu là người cuối cùng rồi, không cần phải lãng phí thời gian nữa, cứ trực tiếp phát huy tài nghệ đi. Tạ Trúc Tinh cũng không nói gì, nhảy một đoạn nhạc ra. Tiếng nhạc ồn ào đánh thức Vương Siêu đang ngủ, cậu thầm mắng, mẹ, ồn chết mất, tới ai rồi ta? Vừa nghĩ cậu vừa ngẩng đầu, bắt gặp cảnh tượng Tạ Trúc Tinh đang đưa tay về phía mình, điệu nhảy cuốn hút, vẻ ngoài anh Tuấn làm cậu đứng hình mất 2 giây. Kết thúc điệu nhảy, Vương Siêu vỗ tay bôm bốp miệng khen ngợi không ngớt, mấy vị giám khảo khác cũng rất hài lòng, trong đó có cả Đoàn Nhất Khôn mệnh danh khó tính. Tuy nhiên, để trở thành một idol Đoàn Nhất Khôn yêu cầu cao hơn thế, anh ta dò hỏi, cậu đã từng học thanh nhạc chưa? Cậu có thể hát một đoạn cho tôi nghe không? Tạ Trúc Tinh thẳng thắn đáp, được, lúc trước có học qua một chút, nhưng cũng không tính là giỏi. Nói rồi anh hít một hơi thật sâu, tiếp tục thể hiện trình độ của mình, Tạ Trúc Tinh nhẹ nhàng cất giọng. Là một bản tình ca ngọt ngào, tuy nhiên giọng hát của anh rất bình thường, có thể nói là đại trà, so với những người phỏng vấn trước thì lép vế hơn hẳn. Đoàn Nhất Khôn trong lòng đã có đáp án, anh ta đánh dấu X vào mục giọng hát trên tờ giấy chấm điểm trước mặt, đột nhiên một cuộn giấy bay qua đập vào tay anh. Anh ta mở tờ giấy ra xem, là nét bút của Vương Siêu, nội dung tờ giấy viết, tôi muốn chọn anh ta. Đoàn Nhất Khôn cuộn mẩu giấy lại nắm trong lòng bàn tay, anh ta ngẩng đầu cười nói, tiểu Tạ, cậu có ước mơ gì không? Yên tâm, không phải bảo cậu bán thảm đâu, chỉ muốn trò chuyện một chút thôi. Tạ Trúc Tinh suy nghĩ một lúc sau đó thành thật đáp, muốn debut, một câu trả lời ngắn gọn nhưng thể hiện được quyết tâm của mình. Đoàn Nhất Khôn viết gì đó sau đó hỏi tiếp, sau khi debut thì sao? Tạ Trúc Tinh đâu có dám nghĩ xa đến thế,
sợ phỏng vấn còn chưa qua nữa là, hiện tại vẫn chưa nghĩ tới, bây giờ tôi muốn debut thôi. Đoàn Nhất Khôn sờ cằm, ánh mắt quan sát cậu có chút sâu xa, một lát sau mới nói, được rồi, vậy hôm nay tới đây thôi, cậu trở về đợi thông báo đi. Tạ Trúc Tinh lễ phép cúi đầu chào tất cả mọi người trong khán phòng, vất vả cho các vị lão sư rồi, lúc này mọi người cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đợi mọi người đi hết, anh mới từ từ đi ra cửa, đúng lúc này Vương Siêu gọi với lại, Tạ Trúc Tinh, cậu đói rồi đúng không? Đi cùng đi, tôi mời cậu ăn cơm, tung tăng cả buổi sáng rồi, còn không ăn thì tôi sẽ chết đói mất. Trong nhà hàng, hai người ngồi đối diện nhau vừa ăn vừa nói chuyện. Vương Siêu không kìm được cảm thán, cậu hôm nay nhảy múa rất ngầu đó. Tạ Trúc Tinh vẫn rất khiêm tốn nói, tôi vốn là học nhảy múa mà, chuyện này mà làm không được thì còn có thể làm gì nữa. Vương Siêu vừa gắp đồ ăn vừa tiếp lời, tôi học đàn piano, không hề biết một chút gì về nhảy múa, tứ chi cũng chẳng chịu phối hợp, sau này cậu dạy tôi nhé. Tạ Trúc Tinh cười cười, anh đâu đủ trình dạy cậu chứ, hơn nữa chưa chắc bản thân được chọn mà, Đoàn Nhất Khôn chắc chắn sẽ mời giáo viên dạy múa tốt nhất cho cậu mà. Vương Siêu tò mò hỏi, cậu sinh năm 90 mấy, tốt nghiệp trường nào, quê ở đâu? Hỏi như hỏi cung người ta vậy má ơi. Tạ Trúc Tinh nghe mà toát mồ hôi hột, Vương Siêu đây là đang điều tra hộ khẩu nhà anh hay gì? Tôi sinh năm 92, tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh khoa nhảy múa, quê ở Lạc Dương. Vương Siêu nghe vậy hớn hở hẳn, cậu chỉ tay về phía mình nói, thì ra là hàng xóm, tôi học ở Đại học Âm nhạc Nhân dân. Nhà tôi ở Cáp Nhĩ Tân, nhưng khi tôi lên tiểu học thì tới Bắc Kinh học rồi, ba mẹ tôi mấy năm nay đều ở Cáp Nhĩ Tân, còn tôi với hai anh ở Bắc Kinh. Tạ Trúc Tinh cứ tưởng cậu là con một chứ, lúc này có chút ngơ ngác mà hỏi lại, cậu có hai anh trai sao? Vương Siêu cười ngốc gãi đầu, đúng đó, cho nên tôi tên Vương Siêu, có nghĩa là siêu sinh đó. Cậu tự nói tự cười một lúc lâu, mà chẳng thấy người ta có phản ứng gì thì mới dừng lại, còn cậu thì sao? Có anh em gì không? Không có. Vương Siêu ngưỡng mộ cảm thán, tốt ghê, tôi cũng không muốn có anh trai, nhưng có cũng không sao, có lúc hai người anh của tôi cũng tốt lắm. Tạ Trúc Tinh lần đầu nói thật suy nghĩ trong lòng với cậu, vừa nhìn là biết cậu lớn lên trong nhung lụa rồi. Vương Siêu nghe vậy liền đặt đũa xuống, tay chống cằm nghiêm túc nói, vừa nhìn là biết cậu là người tốt rồi. Tạ Trúc Tinh có hơi thắc mắc, người tốt, nghĩa là sao? Vương Siêu không để ý tới câu hỏi của anh, cậu vội chuyển qua chủ đề khác, cậu có đối tượng chưa? Tạ Trúc Tinh suy nghĩ một lúc mới trả lời, có rồi. Đột nhiên Vương Siêu lại nói, đến vấn đề nhạy cảm làm Tạ Trúc Tinh vừa mới cho miếng thức ăn, vào trong đã ho sặc sụa, sinh không? Ngực có mự không? Sinh hoạt phương tiện đó có hòa thuận không? Vương Siêu cười cười, đừng xấu hổ thế chứ em trai. Có gì đâu mà phải ngại. Tạ Trúc Tinh không phục liền hỏi, cậu sinh tháng mấy? Vương Siêu dõng dạc tuyên bố, tháng 9. Tạ Trúc Tinh mỉm cười nhìn cậu với ánh mắt như người bề trên nhìn xuống, tôi sinh tháng 1 đấy. Em trai, sau một bữa ăn Vương Siêu càng thích người bạn này, cậu đề nghị, hai chúng ta trao đổi số điện thoại đi, sau này có thời gian đi ra ngoài chơi cùng nhau. Tạ Trúc Tinh thấy mình cũng chẳng mất gì nên đồng ý, cũng sau lần ăn uống này, ấn tượng của Tạ Trúc Tinh đối với Vương Siêu cũng thay đổi không ít, từ một cậu ấm xấu xa, biến thành cậu ấm vô lương tâm còn hơi ngốc. Cậu vẫn không biết suy nghĩ bên trong của Tạ Trúc Tinh, bản thân vẫn tươi cười niềm nở vẫy tay chào người ta, đúng là ngốc không chịu được. Vương Siêu không về nhà luôn mà quay lại công ty bàn chuyện. Cậu đi thẳng đến phòng làm việc của Đoàn Nhất Khôn, vừa đến đã đẩy của nói lớn, anh Khôn. Sau đó cậu tiến lại gần anh ta, tiểu Tạ không tồi, tôi cố tình đi gặp cậu ta, cứ chọn cậu ta đi. Đoàn Nhất Khôn liếc nhìn sang cô trợ lý đang đứng bên cạnh, không nói gì nhưng cô ta hiểu ý ngay, cô nhanh chóng bước ra ngoài đóng cửa lại, để lại không gian riêng tư cho hai người. Đoàn Nhất Khôn lúc này mới lên tiếng, cậu ấy ở trong 8 người này, có điều kiện được tính là rất bình thường, không đáng để mắt tới. Vương Siêu lại không thấy vậy, cậu không phục chất vấn, sao lại bình thường chứ? Cậu ấy nhảy múa không được đẹp sao? Trông cũng ra gì này nó mà, nhìn cũng đẹp trai, bờ vai đó, cái eo đó, thêm đôi chân dài đó nữa, tỷ lệ cơ thể cũng rất ổn chứ bộ. Chốt đơn ngay chần chừ gì nữa. Vương Siêu hơi ngập ngừng nhưng vẫn cố thuyết phục anh ta cho bằng được, hát, cũng được, không phải anh nói nhóm nhạc nam chia nhau ra gánh vác mỗi người một phần cơ mà. Đoàn Nhất không thẳng thắn nhận xét. Đúng là gánh vác mỗi người một phần, nhưng người làm được hết ai mà không yêu chứ? Quý Kiệt số 2 đó, nhảy múa hát hò điều rất ưu tú, cậu lại nói không chọn cậu ta. Vừa nhắc đến tên đó Vương Siêu lại tức giận, vậy cũng phải xem nhân phẩm chứ, con người của tiểu Tạ rất tốt, Quý Kiệt thì như rác rưởi vậy, hai người đó không cùng đẳng cấp để so sánh. Đoàn Nhất Khôn suy nghĩ một chút sau đó đưa ra kết luận, như vậy đi. Nếu cậu muốn chọn tiểu Tạ cũng được, nhưng để tôi chọn Quý Kiệt vào. Đứng trước ngã rẽ cuộc đời, Vương Siêu rơi vào thế khó xử, Đoàn Nhất Khôn nhìn biểu cảm của cậu thì càng thêm dầu vào lửa, vậy thì thôi bỏ đi, cả hai đều bị loại.
Sau khi đắn đo, cân nhắc một lúc cuối cùng cậu cũng đưa ra quyết định, bỏ gì mà bỏ, thành giao đó. So với việc không thể debut cùng anh, thì việc cho Quý Kiệt vào cùng nhóm cũng còn chấp nhất được. Sau khi Vương Siêu rời đi, trợ lý của Đoàn Nhất Khôn mới đi vào, cô ta thắc mắc hỏi, anh thật sự bằng lòng trao đổi với cậu ta như vậy? Đoàn Nhất Khôn lắc đầu cười, vốn dĩ tôi đã muốn chọn Tiểu Tạ rồi, thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Cô trợ lý vẫn không hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói, thế tại sao anh lại nói điều kiện của cậu ta rất bình thường? Anh ta nâng kính giải thích, thằng nhóc đó dã tâm rất lớn, không biết điều chỉnh tâm tình, tính tình sốc nổi, nếu không phải người đứng trước mặt, tôi còn không tin cậu ta 22 tuổi rồi đâu. Trong số mấy người hôm nay, chỉ có cậu ta là có tố chất cao nhất, không chọn cậu ta thì chọn ai? Giờ trong giới giải trí này, có giọng hát tốt đếm trên đầu ngón tay. Huống hồ cậu ta hát cũng không tệ. Má ông này ác quá, bắt anh teo năn nỉ gãy lưỡi xong giờ quay xe khét lẹt. Quá đáng vừa thôi, mấy ngày sau, Tạ Trúc Tinh không có công việc gì. Anh ở nhà vừa giặt giày vừa nghe Diêm Dai Dai cảm giảm. Em nói này, đã sắp đến thất tịch rồi đó. Năm ngoái mấy người bạn của em đều được chồng họ hoặc là đưa ra nước ngoài du lịch, hoặc là tùy tiện ném cho chiếc xe mới, cùng lắm thì cũng tặng túi hàng hiệu. Anh thì sao, tặng em một cái túi giảm giá cuối mùa, em còn chẳng có mặt mũi nào mà đăng lên WeChat. Năm nay anh có thể có tâm hơn chút được không? Tạ Trúc Tinh chỉ ngồi nghe chứ không hé răng tiếng nào, anh cảm thấy tất cả những gì cô nói đều đúng, tất cả đều đúng. Đột nhiên, điện thoại di động reo lên, Tạ Trúc Tinh bỏ đồ nghề xuống, đứng dậy móc điện thoại từ trong túi quần ra nói, anh đi nghe điện thoại đã. Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói hí ha hí hửng của Vương Siêu, hello đang làm gì thế? Tạ Trúc Tinh lạnh nhạt đáp, ở nhà lau giày. Bỗng dưng Diêm Dài Dài đứng bên cạnh nổi điên hét lớn vào điện thoại, ai vậy? Vương Siêu bên kia không hề để tâm vẫn tiếp tục luyên thuyên, cậu sống ở đâu? Tôi đến tìm cậu chơi, Tạ Trúc Tinh phiền não, giờ đang có bà cố này ở nhà thì đến để cùng nghe ca dao à? Anh tìm đại một lý do thoái thác, tôi sắp lau xong rồi, để tôi qua tìm cậu. Vương Siêu hớn hở đồng ý ngay, được thôi, vậy tôi gửi địa chỉ cho anh nhé. Đến nhanh đó, tôi chán sắp chết rồi. Hai người cũng chẳng nói gì thêm mà tắt máy luôn. Cuộc gọi vừa kết thúc, Diêm Dài Dài đứng bên cạnh đã giận tím người. Cô chỉ thẳng tay vào mặt Tạ Trúc Tinh chất vấn, ai tìm anh? Anh đi đâu đấy? Anh lười biếng giải thích, trong chương trình có quen một người bạn, tìm anh chơi thôi. Cô ta bất mãn, tựa người vào tường đứng khoanh tay nói đạo lý, tôi lười nói anh lắm rồi, cả ngày chỉ biết lăn lộn với đám bạn vô tích sự của anh, để xem có thể chơi đến lúc nào. Tạ Trúc Tinh biết cô đang muốn kiếm cớ để cãi nhau, nhưng anh không muốn chuyện bé xé ra to nên nhanh chóng rời khỏi nhà. Đến quán bar, Tạ Trúc Tinh đi một vòng, thì bắt gặp Vương Siêu đang cười nói vui vẻ với hai cô gái, một mình hai tay ôm hai em, nhìn số rượu trên bàn là biết đám người này đã uống không ít. Vương Siêu cợt nhả uống rượu trong tay cô gái kia, đảo mắt thấy anh liền vui vẻ vẫy tay gọi, Tiểu Tạ, lại đây. Tôi đợi cậu lâu lắm rồi đó. Tạ Trúc Tinh đoan trang chính trực ngồi cách xa Vương Siêu cả một khoảng lớn, định bụng kiếm cơ hội để chuồn đi luôn. Tạ Trúc Tinh thấy cậu uống rượu như thùng luồng uống nước thì có chút tái mặt. Còn tưởng cậu gọi ra đây là để hát hò, ăn uống ai ngờ lại chơi trò này. Anh tự nhủ về sau vẫn là không nên ra ngoài chơi với Vương Siêu thì hơn. Mãi một lúc sau, Tạ Trúc Tinh mới kiếm được lý do trốn thoát được. Trên đường về anh tạt qua mua một bó hoa định xin lỗi cô người yêu, hy vọng bó hoa này có thể làm cho cô ấy vui. Nào ngờ anh vừa đẩy cửa bước vào đã thấy căn nhà trống không. Tạ Trúc Tinh có chút ngơ ngác gọi lớn, Dai Dai anh về rồi này, Dai Dai. Em ở nhà không? Bỗng nhiên Diêm Dai Dai gọi đến, Tạ Trúc Tinh nhanh chóng bắt máy, Dai Dai, em đi đâu? Chưa kịp nói xong đã bị cô ta cắt ngang, Tiểu Tạ, chúng ta chia tay đi. Tạ Trúc Tinh sửng sốt không dám tin vào tai mình, Dai Dai, sao vậy? Anh có chỗ nào chưa tốt em nói đi, sau này anh nhất định sẽ sửa, em muốn gì anh cũng sẽ nghe theo em. Diêm Dai Dai im lặng một lúc mới đáp, là em có lỗi với anh, em cặp với đạo diễn của bộ phim em đang đóng rồi. Anh ấy có tiền, cũng có thể khiến em nổi tiếng. Vừa rồi anh cũng nói em còn trẻ, con gái tổng cộng chỉ có mấy năm tươi trẻ xinh đẹp mà thôi, nếu lãng phí sẽ không quay lại được nữa, vừa nói cô vừa thút thít kê lể. Xin lỗi, em chỉ muốn sống cuộc sống tốt đẹp hơn thôi, em chịu hết nổi cảnh thiếu thốn tiền bạc rồi. Đồ đạc ở trong nhà em không cần gì hết, anh cứ tùy tiện xử lý đi. Lúc trước em không nỡ nói trước mặt anh, muốn làm ca sĩ đâu có dễ, anh hãy nhìn nhận thực tế đi, cứ yên ổn làm một thầy dạy nhảy còn tốt hơn ngàn vạn lần bây giờ, em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Tạ Trúc Tinh lòng đầy mất mát nhưng vẫn cố giữ chút bình tĩnh, thều thào nói ra mấy chữ chúc em hạnh phúc liền tắt máy. Anh nắm chặt bó hoa ném mạnh xuống sàn, mấy cánh hoa rơi rụng đầy đất cũng giống như những mảnh vỡ trong trái tim anh. Tạ Trúc Tinh ngồi phịch xuống bên cạnh chiếc ghế sofa, biết trước có kết quả như vậy tội gì phải tranh giành đấu đá lẫn nhau, nuôi nấng cưng chiều mấy năm kết quả lại trở thành nuôi vợ người ta, tức, sao không tức được chứ? Tức quá bị bẻ cong luôn, he he.
Đột nhiên, một cuộc điện thoại gọi đến, anh chớp chớp mắt nhìn, là một dãy số lạ. Anh hít thở sâu lấy lại bình tĩnh rồi mới bắt máy. Xin chào, đầu dây bên kia vang lên tiếng một người phụ nữ. Xin chào, là Tạ Trúc Tinh đúng không ạ? Tạ Trúc Tinh nghi hoặc trả lời, là tôi, xin hỏi cô là ai ạ? Sau khi xác nhận đúng người đầu dây bên kia mới nói tiếp, tôi là trợ lý của Đoàn Nhất Khôn, rất vui thông báo với cậu. Cậu đã thông qua bài phỏng vấn tuần trước, Tạ Trúc Tinh mở to đôi mắt kinh ngạc, niềm vui đến quá bất ngờ kiếm anh chưa kịp chuẩn bị trước, anh không khống chế được bản thân đứng phắt dậy, cô nói, giọng cô trợ lý đầy ý cười, ngày mai công ty sẽ chính thức ký hợp đồng với cậu, hoan nghênh cậu gia nhập nhóm nhạc thần tượng nam ICEDRAM của công ty giải trí Huy Tinh. Vừa bị bồ đá thì nghe tin mình debut thành công, theo mọi người thì Tạ Trúc Tinh nên khóc hay nên cười, comment cho mình biết nhé. Đúng giờ ngày hôm sau Tạ Trúc Tinh đã đến công ty như đã hẹn. Anh ngồi thấp thỏm trong phòng chờ trong lòng cứ sợ cuộc điện thoại hôm qua là lừa đảo. Đúng lúc này Vương Siêu đẩy cửa bước vào. Cậu thấy anh hai mắt thâm quầng liền lên tiếng hỏi, cậu bị bệnh à? Cùng lúc Tạ Trúc Tinh cũng thấy trên má trái của cậu có một vết bầm. Đã thế hôm nay còn ăn mặc kín đáo đeo khẩu trang nên cũng đồng thời hỏi, cậu bị đánh à? Vương Siêu tháo khẩu trang xuống, ngại ngùng gãi đầu, tôi là, thấy cậu không muốn nói anh cũng không ép. Tạ Trúc Tinh cười nói, tôi không bị bệnh. Hôm qua có một buổi biểu diễn, trở về muộn quá nên không ngủ ngon, chứ không phải bị người yêu đá mà khóc nguyên đêm đâu nha, he he. Vương Siêu lo lắng nhắc nhở, cậu còn đi diễn làm gì chứ? Đã sắp ký hợp đồng debut rồi, kiếm làm gì vài ba đồng còn con? Tạ Trúc Tinh chỉ biết cười trừ, ai sinh ra ở vạch đích như cậu đâu mà biết, đối với cậu là ba đồng lẻ nhưng đối với anh lại là cả triệu bạc chứ ít gì. Chẳng bao lâu sau, các thành viên khác cùng đi chung thang máy lên tới nơi, bốn người đi cùng nhau rất hòa hợp. Lúc lúc lại nói cười cười. Vừa bước vào phòng mấy người đã tự giới thiệu, có điều Vương Siêu chẳng để ý đến ai trong số họ. Đối với cậu những người có thể chơi với thứ rác rưởi quý kiệt kia, chắc chắn cũng không phải thứ tốt đẹp gì, chỉ có Tạ Trúc Tinh là số 1, number 1. Mấy người vừa làm quen xong thì cô trợ lý cũng bước vào thông báo. Người đều đến đủ hết rồi thì vào trong đi, Đoàn tiên sinh sắp đến rồi. Trong phòng hội nghị, 6 người đứng xếp thành một hàng trước bàn làm việc của Đoàn Nhất Khôn. Đợi cô trợ lý đi ra ngoài đóng cửa anh ta mới bắt đầu mở miệng, con người tôi không thích khoa môi múa mép, có những lời phải nói trước. Các cậu là do tôi chọn ra, tôi kỳ vọng rất nhiều vào các cậu, nhưng kỳ vọng này có thể trở thành hiện thực hay không? Không thể dựa hết vào tôi, còn phải dựa vào bản thân của các cậu. Tôi chỉ có 2 yêu cầu, thứ nhất là nghe lời, thứ hai là siêng năng. Trong lúc Đoàn Nhất Khôn nói, mọi người đều nghiêm túc lắng nghe, chỉ có mỗi Vương Siêu là lười biếng đứng bên ngáp ngắn ngáp dài, trưng ra bộ dạng không quan tâm. Đoàn Nhất Khôn lại làm như không nhìn thấy, tiếp tục nói tiếp, bây giờ tôi sẽ bố trí nhiệm vụ đầu tiên cho các cậu. 1 tháng tập huấn trước khi debut, nội dung bao gồm thanh nhạc và nhảy múa, mong các cậu dốc hết sức làm được trong 1 tháng. Vương Siêu bất ngờ thốt lên, cái gì? Hôm nay đã bắt đầu rồi sao? Đoàn Nhất Khôn gật đầu chắc nịch, đúng vậy. Vương Siêu còn đang muốn phản bác thì Đoàn Nhất Khôn đã chặn trước, không phải cậu nói muốn học nhảy với Tiểu Tạ sao? Tiểu Tạ, cậu đi tìm nhân viên quản lý lấy chìa khóa phòng tập tầng 10. Trước khi giáo viên vũ đạo tới cậu giúp cậu ấy khởi động trước đi. Vương Siêu nghe thấy được Tạ Trúc Tinh trực tiếp dạy thì vui mừng đồng ý ngay. Nào biết trong luyện tập anh ác ma như thế nào. Tiếp theo Đoàn Nhất Khôn phân công cho những người khác, Dương Tiêu Mục và Cao Tư Viễn thì đến tầng 12 tìm giáo viên thanh nhạc. Còn Quý Kiệt và Trình Diệu thì cũng đến tầng 12 để học đàn. Phân công rõ ràng xong tất cả mọi người đều bắt tay vào việc, ai về phòng nấy mạnh ai nấy luyện. Tại phòng tập của 2 người, Vương Siêu nũng nịu không chịu phối hợp với Tạ Trúc Tinh. Tôi không tập, tôi không muốn tập đâu. Cậu bắt đầu bật nút kể lể nhằm đánh vào lòng thương của anh. Hôm qua tôi cũng ngủ không ngon, buổi tối ở nhà chán quá nên đã xem phim kinh dị, vốn định kéo anh trai tôi xem chung, nhưng kết quả xem được một nửa thì anh ấy nhận được một cuộc gọi cấp cứu, nên vội vã trở về bệnh viện. Vương Siêu nhớ lại cảnh hôm qua, cậu một mình trùm chăn kín mít xem phim ma liền tái mặt sợ hãi, cậu không biết đâu một mình tôi xem hết đó, thật sự bị dọa chết cha rồi. Vương Siêu nhớ lại. Lúc đầu cậu muốn được rộng rãi thoáng mắt nên ở tầng 3 của biệt thự, tuy nhiên trong phòng không có toilet riêng mỗi lần buồn vệ sinh thì phải ra ngoài đi. Kết quả hôm qua lúc nửa đêm, cậu vừa xem xong thì buồn vệ sinh nhưng trong hành lang rất đáng sợ, khắp nơi đều là bóng ma. Cậu không dám ra ngoài, nhịn tiểu tới mức không ngủ được, đến lúc trời sáng mới dám đi tiểu. Tạ Trúc Tinh bỗng dưng cắt ngang câu chuyện, lớn như vậy còn sợ ma à? Vương Siêu chột dạ hỏi lại, chẳng nhẽ cậu không sợ à? Tạ Trúc Tinh lắc đầu kiên định nói. Tôi không tin quỷ thần. Vương Siêu đột nhiên vui vẻ chộp lấy tay anh, vậy thì tốt quá, sau này tôi tìm cậu xem cùng, đỡ mất công lần nào cũng phải tìm anh trai, anh ấy còn cứ mắng tôi. Bất ngờ, cả người cậu mềm nhũ như cọng bún ngã vào lòng Tạ Trúc Tinh giả chết, không được rồi, tôi thật sự buồn ngủ chết mất.
Tôi mặc kệ, tôi không khởi động cũng không nhảy múa nữa. Tạ Trúc Tinh thở dài ngao ngán, đúng là chưa từng gặp loại người nào như này, tính tình thì như trẻ con, động tí là làm nũng, động tí là từ bỏ, chán chẳng buồn nói. Anh không muốn làm Vương Siêu mất hứng. Tạ Trúc Tinh lùi ra sau ngồi xuống ghế sofa bên cạnh tường. Vương Siêu thấy anh đã buông lỏng cảnh giác thì nhanh chóng có lại sức sống. Cậu vô cùng tự nhiên vỗ vỗ vào đùi anh rồi nằm lên, đoàng hoàng xem nó thành cái gối, chương trình hỏi nhanh đáp gọn lại tiếp tục bắt đầu. Tôi chưa ăn sáng, cậu đã ăn gì chưa? Tạ Trúc Tinh có hơi không thích ứng được với loại thân mật này, anh đỏ mặt quay qua hướng khác trả lời. Ăn rồi, Vương Siêu lại hỏi tiếp, ăn gì vậy? Hoành thánh, nhân gì vậy? Thịt lợn với hành tây, chấm gì không? Tôi ăn hoành thánh, không phải sủi cảo. Vương Siêu thật sự rất muốn dụ dỗ anh ra ngoài chơi cùng mình, cậu bày cách lừa lọc, tôi sắp đói chết rồi. Hay là chúng ta trốn tiết đi, tôi mời cậu đi ăn. Tạ Trúc Tinh biết ngay ý đồ đó của cậu, anh đã chuẩn bị trước từ lâu. Anh rút một thanh Snickers từ trong túi ra, vui vẻ khoe với Vương Siêu, làm thanh Snickers đi, bảo đảm hết đói, cho cậu này. Vương Siêu nhìn thanh kẹo mà cạn ngôn luôn. Bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, là giáo viên vũ đạo tới, nhìn qua có thể đoán được người này chừng 30 tuổi, gương mặt rất nghiêm khắc, vừa nhìn thấy Tạ Trúc Tinh liền cười rộ lên, tiểu Tạ, lúc xem tên cô đã nghĩ không biết có phải em không, thì ra là thật. Tạ Trúc Tinh vội vàng đứng dậy cúi chào, chào cô Lý. Anh quay qua giới thiệu với cậu. Đây là cô giáo lúc trước từng dạy tôi, Vương Siêu liền bỏ dậy gọi theo, chào cô Lý. Cô Lý vỗ vỗ vai cậu tự hào nói, tiểu Tạ, em không có gì để dạy cả, em còn nhảy giỏi hơn cả tôi rồi. Cô quay sang nghiêm khắc nhìn Vương Siêu sau đó quay người chỉ vào tấm thảm dưới đất. Vương Siêu, em chưa từng học nhảy múa, lại đây, phải kéo dây chằng trước đã. Em ngồi ở đây, mở chân ra. Cậu cả lơ phất phơ đi đến, lúc đầu còn nhây nhây trêu cô mà lúc sau đã bị nghiệp quật không tha. Cô muốn tập yoga hai người với em sao? Trước đây cậu từng nghe nói giãn cơ rất đau, nhưng mở dây chẳng chắc là sơ cấp, có lẽ không đau như vậy đâu nhỉ? Vừa nghĩ cậu vừa ngồi xuống tấm thảm, cô Lý bảo hắn mở rộng tứ chi, thả lỏng các đốt ngón tay, cậu cũng thực sự thả lỏng. Nào ngờ dây sau cô đã dùng sức ấn mạnh cả người cậu xuống, mặc kệ cậu la hét ỉ ôi nhưng kết quả vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của cô. Mãi tiết học mới kết thúc, cậu ngồi bẹp dí dưới sàn, cả người đau nhức rưng rưng nước mắt không còn sức lực mà đứng dậy. Thấy cậu thảm hại như vậy, Tạ Trúc Tinh đứng bên cạnh chỉ đành thở dài tiến đến giúp một tay đỡ cậu đứng lên, nào ngờ vừa đứng lên cậu đã nhảy tọt lên người anh khóc lớn, đời này tôi chưa từng đau như vậy, đau chết đi được, như bị chơi một lần không khép được chân vậy.